Thường thường mình đi vòng vòng xa bây giờ. Thôi lên Santa Barbara lần nữa. Lần trước mình đi là nhằm khoảng mùa hè, nên năm nay mình đi khoảng mùa thu ha. Đúng rồi, mùa thu. Thì mình đi sớm lắm, cho nên shopping thì họ chưa có mở cửa. Chủ yếu là mình đi dạo phố thôi, chứ thật ra cũng không có mua gì đâu. Cho nên thích đi đi dạo ngắm cảnh vậy đó, để được lên đồ vậy thôi. Mình ông xã mình với mình thử cái ăn ở cái Red Fox uống cà phê ở cái tiệm này là gọi là Lalelac Patisserie, mà vô cái mùi cà phê rất là thơm luôn. Mà nói chung thì ăn sáng với cái phần này á, là 49 đồng nha, 49 đồng là tiền gọi cái đặc biệt của cái breakfast của cái tiệm này là gọi là Lalelac breakfast. Còn ông xã mình gọi Fantos. Rồi mình order một cái là cafe latte, với mình order một cái là mocha latte with the almond milk. Thường thường almond milk thì mình phải trả thêm 1 đồng, còn vì golden milk thì mình không có trả thêm, nhưng mà cái almond milk thì nó rất là ngon hơn, thì cứ trả thêm 1 đồng để uống thử. Tổng cộng cái bill là luôn thế này kia là 49 đồng. 49 đồng là mình chưa tính tiền tip á nha. Thì tip thì mình cũng phải cho đại khái 7 đồng 8 đồng gì đó, 15%. Là 15%, thì tính ra là cũng khoảng 56 đồng cho một cái buổi ăn sáng này. Để một hồi thử thôi, người ta đem tới là coi nó có ngon như bình thường không nha. Thì thường thường sau cái mùa Covid á, thì thấy là mọi thứ nó sẽ thay đổi, không có còn phục vụ giống như ngày xưa những cái khóc rất là đẹp. Nhưng mà để thử ra thí nghiệm nha, mình chưa biết hả. Bữa nay đi chơi dạo phố thì hy vọng một ngày thật là vui vẻ, lắc coi có cái gì thêm thì quay thêm cho cả nhà xem nha. Rồi chờ, giờ đang chờ đồ ăn, đang chờ. Đói rồi, đi cũng xa. Cả nhà thấy Halin hấp dẫn không? Thiệt là to luôn, cũng đẹp. Nói chung là mình thường cứ sợ là họ để trong cái phòng gần. Wow. Lena favorite right here. It's okay, you put and wow, looks so good. Wow, thank you so much. Yeah. Wow. Cả nhà thấy đồ ăn không? Để tiền cho coi ha. Đây. Cái bàn nó hơi nhỏ. Thấy cà phê trước đây. Cà phê. Đây, để thường thử chiếc cốc cà phê nha cả nhà. Nhìn trái tim đẹp quá cho nên cũng không muốn uống. Để thường thử coi nó có, họ có bỏ đường chưa. Vừa uống á, nếu mà nó hơi nhắn đắng á, nó ngon. Hơi nắng đắng thì nó ngon. Cái này là cái gì gọi là coffee latte, right? Ok rồi, cái này Trường thử luôn là mocha latte với cái almond milk nha. Almond milk thì trả thêm 1 đồng cho cái almond milk, Trường thử nha. Cái vị nó có vị trà xanh, nó có vị trà xanh. Mà để Trường thử lên cặp qua coi cả nhà xem nào. Thử nha. Rồi. Chúng xin được tới nhà ăn. Đấy. Được 2 cái trứng nào. 2 miếng bacon. Cái gì ta? Khoai tây. Potato nướng kiểu như để mình thử coi. Nướng olive oil á. Dầu olive oil giống như nhà, miếng ớt, 2 miếng bánh Fantos, bánh mì, đây, để ngoài ăn. Thử miếng Fantos của anh à? Xiên đại miếng. Đây, mình thử miếng Fantos của ông xã mình nha. Là cái bà này ngon quá, không có thể nào mà mua qua mua lại được hết á. Mình ngồi im thôi, mình lẩu. Fantos này thì nó có vị của mùa Huế. Mùa Huế là cinnamon. Mình sợ nó rớt lắm cho nên mình bóc tay nha. Mình bóc tay mình chấm cho nó an toàn. Đơn giản thôi, cũng ngon, không ngọt. Để Trường thử Trường ăn bánh nào. Bánh này nha các bạn.
chấm trứng nhỏ nhỏ. Bánh mì trứng. Nắng lắm. Mặt trời mọc hả? Nói chung là mình vừa đi vừa chơi chứ mình không có đi gấp gáp. Mình di chuyển như là mình gáp á. Cho nên mình không có cần phải mấy giờ đến quán giờ ăn, mình có thể dừng dọc đường. Mình đường đi lên đây rất là thích. À. Cái cảnh nó đi lên đây đẹp đẹp lắm. Một bên là núi, một bên là biển. Rất là thích luôn. Buổi chiều mà canh về mà lúc mặt trời nó lặn á, nhìn còn thơ mộng nữa nha cả nhà. Nếu mà ai có dịp qua Cali thì nên đến thăm chỗ này nha. Đây là cũng là khu du lịch. Cái này thuộc LA hả? Không, Los Angeles. Santa Barbara. Santa Barbara, Santa Barbara County. Ngon. Đi đường xa đây đúng là màu xanh luôn nha cả nhà, không thấy sữa nè nha, không thấy, không thấy trà xanh không, không cần đường hết, nó họ vừa đã bỏ sẵn vừa rồi, rất là vừa uống, không có ngọt. Cái giờ đi bắt bộ một vòng đào thao đẹp, chiều tối thì chắc vui hơn, thì chiều quá là đông. Kiểu giống như trang cho ngủ trưa thôi, tới chiều quá là mới ăn nhậu. Nhà hàng nào đây, ngọt lạc lõng nữa, thôi thế này nè.
pizza. Pizza. Con pizza. Nhìn thấy tầm tối quá nhỉ. Mắt sầu à. Mắt sầu luôn. Oh wow. Is this like the company he's working for now? Yeah. Shampoo, shampoo. Ở đây nè, sắp bên nào ở ngoài mình cũng thấy nhỏ rồi, chắc con nghĩ luôn vô bên trong mình lên tầng lầu không? Má tiền không rành thôi. Má tiền lâu không chạy. Dạ không. Nên là lái gắn gắn người thì tập được chứ mà đâu mới chạy lắm. Bà nhớ cái mon này không? Cổng vô hai lần á. Ừ. Cổng này đi vòng qua kia kìa. Đây, kiểu đồ cho người ta kỷ niệm á, souvenir. Dạ, cho nên nó, cái màu sắc rồi nó cũng lạ hơn. Mua giống như là chỉ có cái này mới xong. Ồ, cái tiệm này chưa bán nón xong nè. Thank you.
Chỗ này tối vui lắm nè hả? Thời gian vô kìa. Ok kìa. Kiểu open nó hư, thấy người bên trong cái chữ open nó bị hư rồi chứ không phải không bán. Thơm quá. Mình có thể request không có thì không.
không sát cửa sổ chứ. Ừ. Nếu còn chỗ, sợ hết chỗ. Ra chiều tối nó mở đông. Tại cái đàn này đàn nhà đó hơi vui. Trời này không biết chơi thì biết chơi cờ tướng. Cái đó cờ vua đó. À ha. Lửa chạy rồi, đốt lửa chạy rồi. Hồi xưa chắc mình parking ở đây nè. À, dạ, dạ đúng rồi. Thank you.
Dạ. Ăn cái này nữa là xong đi bộ là mệt luôn á. Man. Tokyo Japanese lifestyle. So, all right, you three go. Go there. Đứng ngoài. Mm-hmm.
think at the bottom of the barrel for your stores. Thank you.